Xin lỗi quý vị nha. Bị xiển ở Mỹ này á, người ta bị dị ứng á, bông phấn. Tại này cảnh nó đẹp quá, bông phấn. Quý vị thấy không? Khí hậu rất là tốt. Xin lỗi, mặc cái áo này nó thoải mái. Mặc áo sơ mi với cái áo vest thì vô rồi thấy nó trịnh trọng quá, khó nói chuyện. Khó cười kiểu này nữa phải không? À, cứ nhầy nó giỏi mà. Lâu lâu mình là... làm cao bồi mà, lâu lâu kiện mang sát phàm nhưng mà tâm hồn cũng là người phàm nha quý vị. Tại cũng có nhiều kiếp, kiện đầu thai là mấy con dinosaur thì cũng giống như dinosaur vậy, cũng ăn lá cây, mấy con dinosaur cao cổ đó, rồi cũng dẫn đàn dinosaur đi. Kiếp nào đầu thai kiểu nào thì kiện giống y chang quý vị kiểu đó. Có những lúc kiếp kiệt đầu thai thành mấy con nai để mà dẫn cho nó chạy, rồi dẫn cho nó đi uống nước, rồi chỉ nó chỗ nào có cỏ đồ ăn để nó đừng có bị mấy hùm beo cọp đồ xé xác thì cũng ăn cỏ. Chú vị hôm nay mang sát phàm thì cũng ăn bánh bao. Ở này gì đây? À, cái này chính nấu canh bánh canh hả? Bánh canh nước cốt dừa của Kiên Giang. Tại sao? À, được rồi, hôm nay tô nhiều quá bế rách thôi, mà bỏ uổng. Rồi móc thụ chết, không biết có bánh canh ăn không nữa. Về trời đâu có bánh canh, ai đâu nấu. No. Sư phụ đã nói trên mạng rồi, khi sư phụ về trời á, không có ai được được thờ cúng đồ. Chỉ cha mẹ thôi à. Thì khi ta mang mình thịt xác trần á, đi đâu cũng bị người ta chơi cười, thì cũng có phước á. Về Thiên Long Cung này với thành phố này cũng có số đệ tử thương mình, hàng xóm cái nó hiểu ý, thì thích ăn cháo trắng phải không, rồi thích ăn mì gói. Thích ăn xôi, khoai luộc, mấy món bình dân không à, đâu có xa xỉ phẩm gì đâu. Không lobster, không oyster. Không có vụ đó. Đó là bánh canh Kiên Giang có nước cốt dừa. Này đúng miền Tây luôn. Đúng miền Tây luôn. Ngồi bên con sông Kiên Giang luôn. Lâu lắm mới được ăn lại. Sông này sông Tiền, sông Hậu. Bán rồng ở sông Tiền, sông Hậu. Hôm nay đầu thai á, bữa nay có con ngồi đây nè để quay con sông rồng này. Đó, rồng đó đó. Rồng mặc áo lạnh đó. Là một trong bảy con thiệt. Dương Thu Hương là một trong những bảy con nữa. Hoàng Trang nữa, ừ. Với Veronica nữa. Veronica cũng là rồng mấy năm. Đâu ăn rồng kia đâu em. Ngộ. Cho nên rồng bây giờ cũng xuất hiện đầy chân nè quý vị. Sông Cửu Long là chính nhánh là nó đi hết cả nước Việt hết. Đó, bữa tôi vừa chụp trên mạng cái hình sông Cửu Long với là giống y như rồng. Chụp cái clip. Bữa nay ngồi làm cái video này nói chuyện vu vơ, nhưng mà chuyện chính đó là tổng kết lại mấy ngày ở đây rất là vui. Rồi với chút nữa đi ra ăn tân gia cái nhà mới của Ngạ Hồ. Đối với mình á, cái biệt thự 100 triệu đô hay là 2 triệu đô, đối với ngài không lại gì hết. Tại ngài là cai quản hết cái dãy đất Houston, Texas này. Tài sản đâu có lại gì, nhưng mà cái tấm lòng mới quan trọng. Cái miếu của ngài nó tí nhỏ bằng gỗ, so về vật chất thì không bao nhiêu, nhưng mà trong cái vô vi á, mấy vị đừng có nghĩ nhỏ là nhỏ nha. Ở trong đó giống như điện Ngọc Hoàng ở trên núi Thiên Long Sơn á, thì chỉ làm tạm thôi, nó không có bằng tường gì hết, chỉ bằng gỗ thôi. Nhưng mà ở trong đó mấy vị biến quá ra, khổng lồ, bự dữ lắm. Có một lần cái chuyện nói con người của mình á, mấy vị thần tiên có thể biết chúng ta, linh hồn chúng ta có thể trở thành hạt cát cũng được á, chúng ta có thể thành nhỏ được, lớn được trong vô vi mà. Thì
thì quý vị đọc kinh quý vị sẽ hiểu. Giống như mình xây một cái nhà chỗ A Hồ như vậy thì ông A Hồ sẽ bị nó to ra, nhưng ông Oha, ông A Hồ có áp thêm những jewelry cái bản thân ông có áp thêm không, hay là chỉ bị nó to ra thôi? Những gì mà mấy con để trong đó cúng ngài á, ngài dùng cái đó. Ngài không có cái chân lực của vũ trụ, của ngài không có thể đi vô tiệm jewelry hay Michael lấy của ta được. Con hiểu không? Nếu được vậy cái ma quỷ của Mỹ nó chôn đầy á, nó đói vô nhà ta muốn ăn gì ăn à. Bên kia nó có cái luật của ta. Khi nào cái tâm của mình cúng á, người ta mới được. Hai thế giới khác nhau. Nhưng mà bên kia người ta tự trọng lắm. Cúng là cũng rồi ông ăn cái gì chưa? Tưởng bây giờ con mang sắc phàm thì con phải ăn bánh canh con no đúng không? Nhưng mà không có sắc phàm, không có bánh canh, chú Hù nằm trong phòng, chú Hù ngồi tưởng tượng bánh canh, chú Hù cũng thấy no vậy, cũng ngửi được mùi bánh canh vậy, gọi là thèm á, thì mấy gì cứ vậy thôi à. Mà quý vị đâu có mất cái, mình mất cái calorie, mình giảm cân rồi từ từ mình mới đói, mình mới chết. Quý vị đâu có thân người nào giảm cân. Quý vị chỉ là đói tưởng tượng thôi mà đói chết. Thì mấy ông ma đói tưởng tượng khủng khiếp lắm. Ở trong cái movie nó vậy á. Nhưng mà khi mình cúng thiệt, ví dụ cái bánh bao, thì cái bánh bao mới nó ra khói và trái cây. Nó cũng có trước khi mà quý vị ăn nó đó, hưởng nó đó, mấy gì chỉ ăn vô, hít vô thì hít cái tinh khuyết của nó. Bất cứ vật thể nào đều có một cái dòng hào quang lớn hay nhỏ bao phủ nha con, thì mấy gì ăn cái đó đó. À, energy á, một cái trái cây con cứ bữa nào con để ý nha, nhất là cái trái lê nó mềm mềm đúng không, khi con mua về nó cứng cứng không, khuyết không, cái con để lên bàn thờ hay là cúng ai á, chừng buổi chiều nó mềm lại liền à. Là mấy gì đã ăn cái đó rồi, cái đó nó mau là mau hư á, hiểu không? Cái này sau này khi nhân loại những cái thế hệ sau á, họ nghiên cứu về tâm linh nhiều á, thì nó là khoa học hết đó nha. Những cái gì mình cúng á nó mau hư thối, là mấy gì ăn xong rồi. À đúng rồi, hay đó. À, cái lông lạc mùi gì. Nhưng mà giống như những người cao á, là mình ăn làm thiền cúng rồi, chứ mình ăn cái đó thì mình cũng được hưởng cái energy đó. Nhiều cái phước. Nhưng cúng bằng thời cha mẹ. Nhưng mà mình cúng dông mình đừng nghe. Thời dông nó cũng như mình thôi. Nhiều lúc mấy con thấy hồi xưa ở núi Thiên Long Sơn, mỗi lần sư phụ cúng mấy vị thần hồng hiên sông núi, cái mấy vị là từ bi trên trời mà, giống như Xích Long, Bạch Long rồi á, mấy vị của mình á, cái thấy mang dòng nó bu quá trời ở ngoài sân góp á, cái nói thôi thái tử ban cho họ ăn chầu đi, thì mấy vị thường chầu với tiệc không à, mấy vị không có dùng danh từ cúng không? Kỳ lắm không, ban cho nó tụi nó ăn chầu thấy nó tội nghiệp, cái thì sư phụ với anh bác là đi vô kia là ban, mà ngộ lắm, người ta phải lịch sự. Còn cái này á, vừa để vô ý như giật vàng nha, vừa quẹt ống quẹt lên nhàn vừa cháy cái khối chừa ba lên tới đây nữa, họ nhào vô mà tội nghiệp đó. Mấy ăn cóc nhỏ nhỏ rồi mấy con ma bị tật á, mà con mà để trên bàn kiểu này á, nó đâu có đứng lên ăn được, mình phải gãi xuống uống nước, mình phải thảy đổ xuống là để là những cái con vật thấp á, giống như con nai, con chuột, con sóc, con này con kia nó chết cũng là hồn con nai, con chuột, con chó đúng không, chứ nó đâu có phải là người đâu, thì nó cũng ăn vậy, nó cũng bu lại vậy, nó một cái thế giới của họ. Thì cho nên tại sao người ta cúng dông người ta hay tạc tạc, còn mình không có là mấy vị đứng được mà, thấy không? Cho nên khi nào mà con thấy ai mà cúng dông á, mà cầm nước tạc tạc hai bên á, là cho là cúng dâm linh ma quỷ. Còn mình cúng thần thánh là không, có gì bay nhảy